baby and I are waiting. Bless you, honey. For a boiling point, and I got his milk ready right here in case he starts screaming. We're ready. He's always got that face on and he's unsure what's going on. You're okay, honey. Can I get a smile? Smile. So cute. So cute. Smile. Hopefully a couple more minutes. We are in. Baby's eating right now. Place is packed. Brian has to do a meeting ASAP, so he might not join me for lunch. Thank you. Got myself a Hokkaido milk tea with pudding. Of course, I have to have my fried tofu skin and crown daisies and sauce. I do everything except for this one. This one kind of, you know, a little bit strong for me, so just these three. Okay, we got some eggs over rice, bomb, and some extra Angus meat. Brian's gonna eat first, and then he'll do his meeting. And he'll leave me. He'll be outside, walking back and forth. Bon appetit. And we're sharing a beef bowl. There he goes. Him and my baby to the meeting. Dining alone. Hello. Hello, say little one. Say hi to Uncle. He smiled when he saw me. Hello. Lots of hair. Oh my goodness. Alrighty, it's about 7:30 p.m. and I'm headed out to Orange County to go to a special event. It's a 30-year anniversary. I'm running a little late, but hopefully no problems, no issues. And I did my makeup real quick because I came back from my other place in Corona in Eastvale, so I didn't have much time, so looking like a hot mess. It's okay. Hopefully it's in the dark. Lego! And as usual, traffic. I love traffic. It has been a moment. Here I am at SBTN, Saigon Broadcasting Network. So I guess this is the bar, and here's the place. So let's check out what kind of food they have here. Goi, chicken wings, fried rice, shrimp. Yeah. And hi, how are you? And we have curry or bakal, not sure. It's their 30-year anniversary. Cho nên vợ mình muốn làm gì thì cứ việc làm. Chứ nói là muốn làm show ở SPTN trong ý đậu phủ. Thì mà làm muốn làm gì làm đi. Mình đang bận chương trình, những người đến mình vô lắm, đừng có hỏi luôn gì hết trơn, cứ việc làm. Thì lại ra tháng ngày hôm nay, tháng ngày thứ hai, mấy anh chị em nghệ sĩ nhất là Tâm Trần Tiến. Tiến có nói anh Hồ với chị Quyên phải làm thứ hai để tụi em về chơi với anh Hồ. Thứ hai không sao hết. Nhưng mà quay trời ơi, tới chơi vui nhậu vui vui được rồi, không quay cho có kỷ niệm. Thì mai làm với phụ muốn làm thì làm. Thì cuối cùng thì phụ và Quyên cũng muốn quay lại để có kỷ niệm. Cảm ơn những người lớn đã tới đây ngày hôm nay và cùng chung vui với các con. Cảm ơn những người bạn thân từ bao nhiêu năm nay. Cảm ơn những người chị từ bao nhiêu năm nay luôn luôn sát cánh với Trung Hồ. Và những người em lâu đời như là Lâm Nhật Tiến. Trung Hồ gọi Lâm Nhật Tiến là một người đã sống lại. A reborn. Có thể nói là một cái niềm vui kinh khủng đối với chú cô. Xin mời Trúc Trinh và Tuấn Châu lên guitar và piano.
khanh đi rồi, khanh. Ủa tao xỉn quá, mày lại phụ tao mày. Lên đây mày, cảm ơn khanh. Thế, không được. Cái này không được như vậy. Em là từ legend ra nguyên trong nhà tiếng mà. Em sợ gì? Em có gì ca đấy, em ca sai cũng chẳng ai biết đâu. Trời. Ok, hôm nay trong nhà không là không sao hết đúng không? Bây giờ hát bài gì mới quan trọng nè. Giờ em xin hát bài một bài mà đưa đến tôi để đưa anh Hồ cho em một cho em cái tên Lâm Việt Tiến đến với lại tất cả mọi người. Mình hơi xỉn nhưng mà như nó mình muốn khóc nhưng mà không khóc, bởi vì khóc bê đê lên muốn khóc. Thành ra mình phải không được khóc. It's okay, chú bị bê đê. Nothing wrong to be better. Okay. Yeah. Anh nói là quên không? Em lấy lời nha. Tình yêu đi. Bài này em nói sơ sơ xíu nha. Anh Hồ viết cho em năm 1998. Em đọc trước mẹ em luôn, tính đến năm 99 em mới được hát. Anh Hồ không? Có người luôn cảm người nghe. Ủa mắt. Hồi 9 giờ tối. Ok, 9 giờ tối thôi đánh tới 5 giờ sáng mỗi ngày gần 3 tuần. Okay. Em đừng mở miệng em hát. Sao cái bài này là bài nhớ đời của em mà, nhưng mà cái bài này là cái bài anh Hồ đã cho em tên tuổi đến khán giả Việt Nam. Thành ra em cảm ơn anh Hồ, em cảm ơn chị. Bài gì mà 98 thế? Bài một lần nữa thôi. Thành ra em muốn hát bài này cho quý vị nghe. Em hơi xỉn chút xíu nhưng mà em còn lý trí. Okay. Còn lý ký nha, tối nay đứa nào canh nghe nhớ nó đi. Ok, cho dù vậy. I'm hơi xỉn chút xíu nhưng mà you know, I'm gonna sing with all my heart. Cause this is my song. Cái bài này là cái bài đưa tên tuổi em đến với lại khán giả Việt Nam. Em rất thích bài này. Bài này anh Hồ tập cho em gần 3 tháng rồi, đáng trời mà vô thâu gần 6 tháng mới xong được bài này. Nhưng mà bây giờ mình nằm trong tim rồi, mình ra hát kiểu nào hát cũng ra được á. Không biết được lắm. Thank you.
This is a Johnny Walker. So, so cute. Bye.
Popcorn? Và sau đây xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Thế Sơn. Ngồi trong góc thì sao thấy hay vậy? Trước tiên thì Thế Sơn xin thân chúc cho anh Trúc Hồ và chị Diệu Quyên luôn được hạnh phúc, được nhiều sức khỏe và mãi mãi bên nhau suốt đời. Cũng như là hôm nay là được biết là sinh nhật của anh Đỗ Phủ và chị Phụ Quyên. And then stop this. Thế Sơn xin cái này là ở nhà hàng lúc mà làm đám cưới. Áo dài thành đống đàng hoàng thấy không? Hạnh đâu ai? Ai vậy? Hạnh đâu? Jump it up. You want to take a shot with him? Yeah. Cái này hơi serious.